Xin chào các bạn, nếu có chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn một người dự án AirDrop đến từ Facebook App. Để tham gia dự án AirDrop này thì mọi cần vào link dưới phần mô tả cho mình sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trên Terra và coi cho mình nhé. Sau khi vào đây mình sẽ bấm bắt đầu. Rồi sau đấy bấm follow Twitter. Bấm theo dõi. Sau đó quay trở lại đó. Retweet là bài post luôn nè. Mọi người sẽ retweet là bài đăng này nhé. Like retweet. Ok, quay trở lại. Giao vào kênh Discord. Bấm chấp nhận là mời mình. Đồng thời mọi người sẽ hành động một hình như thế này, bấm mũi tên kéo xuống dưới tích vào vuông, sau đó bấm hoàn thành. Rồi quay trở lại AirDrop. Tiếp theo follow Twitter, like và retweet lại kênh liên kết. Ở đây bấm thích này, sau đó retweet này, thích dẫn tweet, gắn username kênh liên kết vào cho mình, bấm tweet lại, đồng thời bấm tweet xem, bấm tweet lại cho mình, sau này bấm tweet xem, lát nữa mọi copy lại cái link này gửi vào Telegram nhé. Quay trở lại AirDrop, ra vào cái chân lưu từ dự án. Ok, tiếp theo quay trở lại, sắp ra cái YouTube. Ở đây bấm đăng ký kênh cho mình, sẽ bấm video. Không có video để chia sẻ, mình quay trở lại đó. Giao vào kênh group và kênh channel Telegram. Bấm tham gia kênh. Ok, sau đó quay trở lại cho mình. Tiếp tục giao vào kênh group Telegram. Bấm tham gia. Rồi chat cho mình từ đây. Ok. Quay trở lại đó, bấm check. Ở đây bấm join AirDrop này. Sau đó bấm submit data. Bấm done. Copy profile link kênh Twitter của mọi người sẽ được gửi vào đây. Ok. Tiếp theo copy username của Discord của mọi người sẽ được gửi vào đây. Ok. Copy địa chỉ ví ở đây, mọi người sử dụng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví PC của người ở trên virtual wallet hoặc ví MetaMask. Sau khi vào ví, mọi người copy địa chỉ ví, sau đó quay trở lại AirDrop, mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình nhé. Ok, ở đây bấm done. Bây giờ quay trở lại Twitter, mọi người copy lại cái link retweet và comment username kênh liên kết lúc nãy, mọi người sao chép lại, sau đó quay trở lại AirDrop gửi cái link retweet vào đây. Rồi tiếp theo quay trở lại kênh YouTube, mọi người copy profile lên kênh YouTube của mọi người, sau đó gửi vào đây cho mình nhé. Ở đây bấm vào kênh của bạn này, sau đó sao chép cho mình. Ok, quay trở lại, gửi profile link kênh YouTube mọi người vào đây. Rồi giao bài tất cả các kênh AirDrop đây, sau đây bấm vào referral link, mọi người sẽ có một link rất để chia sẻ bạn bè. Bấm vài lần cho Suzu, bấm withdraw kiểm tra ngày rút tiền nhé. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.